ăn gì chưa? Bé nhỏ thôi, nhỏ sẽ khám lên nha. Rồi, chú Quỷ để xem bạn nào làm giống như thế. À, chú Quỷ thì bạn đó sẽ nhận quà. Bạn nào làm sai, trừ nha. Rồi, khi chú Quỷ nói tay đâu, các bạn trả lời thế nào? Bạn nào la lớn làm giống có quà luôn nha. Bắt đầu nào. Tay đâu là tay? Lại nào, cái nhát thôi. Rồi, sẽ tốt. Tay đâu là tay đâu? Chân đâu là chân đâu? Mông đâu là mông đâu? Chim đâu là chim đâu? Thôi, qua đây con, qua đây. Tôi gọi lớp chim là chim đâu? Đây. Thật là một xã hội không khí của ông đây. Tôi gọi cho cô Trang không biết như vậy. Rồi, bắt đầu nhé. Bạn có biết luật an toàn giao thông không? Đèn xanh chúng ta sẽ làm gì? Cái gì là xanh dừng lại ở đây? Đèn đen nhưng mà để dừng lại chúng tôi nghe nhầm, sorry. Đèn vàng chúng ta sẽ làm gì? Bé nhỏ xuống chút rồi hôm nay lỡ tay đụng vào là té bé nhỏ. Đèn đỏ chúng ta sẽ làm gì? Rồi khi chú Quỷ nói đèn xanh các bạn phải chạy thật nhanh để xanh. Đèn vàng để chậm. Đèn đỏ sẽ tốt. Các bạn hiểu luật chơi chưa? Rồi khi chú Quỷ nói đèn đỏ bạn nào mà cắm cổ mà chạy là chú Quỷ mời xuống luôn. Chấp nhận không? Chấp nhận nha, các bạn nhỏ đã chấp nhận, chú Quỷ cũng chấp nhận luôn. Bắt đầu, đèn đỏ, đèn, mời một đám nó xuống luôn. Xuống luôn rồi, xuống một đám này xuống. Xuống, bạn chú Quỷ nói rồi, đèn đỏ không chạy mà. Các bạn nhỏ kêu xe nháp đi. Rồi, xe nháp của sao bạn bên cạnh, bẹt. Xe nháp của sao bạn bên mông bên cạnh, bẹt. Khổ quá, xong chưa? Rồi. Lần cuối cùng, bạn nào mà làm sai, bạn đó mở cho luôn nha. Bắt đầu, hai cái tay, nổ máy lên. Đen đỏ đi. Cái gì vậy? Đen đỏ, cấp cổ ông đầu chạy. Vậy là con thua chưa? Bạn đã chấp nhận thua. Đứng đây tạm thời, đứng đó đi. Đề nghị của anh chúng ta không cho các bạn nhỏ nha. Căng chừng các bạn nhỏ, sợ các bạn nhỏ té quá. Rồi con xuống nha. Nghe phát rồi. Rồi bắt đầu nào. Bắt đầu chúng ta đèn vàng chạy thật chậm. Chúng ta nhìn bên tay phải thấy gì không? Thấy một người quà. Rồi chúng ta nhìn bên tay trái thấy gì không? Cũng thấy một người quà luôn. Rồi, chúng ta nhìn trước mặt thấy gì không? Rồi, thấy chú Quỷ đẹp trai, chính xác, mở tay các bạn nhỏ. Rất tốt. Bắt đầu. Đèn đỏ đi. Cái gì vậy con? Ôi trời. Hỏi các con có biết là giờ trời là thời tiết à? Đèn đỏ sẽ dừng lại à? Chú Quỷ nói đèn đỏ sao con chạy? Mà con vẫn chạy thôi. Luật đưa ra thì kể luật. Luật đèn đỏ dừng lại nhưng con vẫn chạy kể con.